thơm lắm luôn các bạn ơi. Cái màu cà ri của mình rất là đẹp và thơm nữa các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay mình có nấu món cà ri gà. Để nấu món cà ri gà thì mình có chuẩn bị nguyên liệu sau đây. Ở đây mình có mua 1 kg đùi gà tỏi nè các bạn. Mình đã rửa sạch sẽ hết rồi. Mình rửa với nước muối với lại chanh hoặc giấm gì cũng được nha. Ở này mình có chuẩn bị khoai lang với lại khoai cao các bạn. Mình có ở đây là dừa nạo. Dừa nạo này một chút nữa mình dắt mình lấy nước cốt để nấu cà ri nha. Và đậu phộng, bột cà ri. Ở đây mình có chuẩn bị sả cây, củ hành tím, tỏi, ớt, củ hành tây. Mình để thêm cái sữa tươi này với lại cái sữa đặc cho cái nồi cà ri của mình nó béo thêm chút nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đùi gà tỏi này ra để mình chặt mình ướp gia vị luôn nha các bạn. Gà mình mới vừa chặt xong rồi các bạn ơi. Sau khi chặt gà xong thì các bạn rửa thịt lại 2 nước nữa nha. Rửa lại 2 nước để cho nó sạch cái máu của con gà cho nó hết tanh đó các bạn. Với lại cái xương đó, mình chặt ra có những cái xương nhỏ nhỏ trong gà nó đã bể ra đó, thì mình rửa cho nó rớt xuống cho nó sạch xương đi các bạn. Để còn xương đó, mình ăn nó cũng nguy hiểm ha. Gà của mình để nãy giờ cũng ráo nước rồi các bạn. Bây giờ mình đi ướp gia vị luôn nha. Rồi mình cho gà vào cái thau này để mình ướp gia vị luôn nha. Mình cho tỏi bằm vào rồi các bạn. Xả chứ, mình đã lộn xả. Kế tiếp mình cho củ hành tím nè. Rồi tỏi. Còn phần còn lại một chút nữa mình đi phi cho nó thơm để mình xào gà nha. Rồi mình cho bột cà ri vô. Cái bọc này cũng ít cà ri các bạn, mình cho hết một bọc đi. Một muỗng đường, 2 muỗng đường, 3 muỗng đường, 4 muỗng ăn canh đường nhỏ vậy nè các bạn. Hai muỗng hạt nêm nhỏ. Một muỗng muối. Một muỗng cà phê nhỏ muối các bạn. Khoảng một muỗng cà phê lưng bột nghệ nha các bạn. Rồi mình để đây khoảng 30 phút sau đó mình đi nấu được rồi nha. Bây giờ gà của mình đã ướp gia vị đủ thời gian 30 phút rồi các bạn. Bây giờ mình qua bếp mình bắt cái nồi lên để mình đi nấu luôn nha. Dầu ăn của mình nóng rồi, bây giờ kế tiếp mình cho tỏi với lại củ hành tím, xả. Mình cho hết vào đây nha. Rồi mình cho bột cà ri vô luôn các bạn. Để mình xào cho nó ra cái màu vàng của bột cà ri đó, nó thơm với lại nó có màu vàng đẹp các bạn. Mình cho vô đây thêm một ít bột nghệ nữa. Mình xào nhiều quá. Xả băm hồi nãy mình chừa lại đó, giờ mình cho vô hết luôn nha các bạn. Phi cho nó thơm. Gà của mình sau khi nấu cà ri nó thơm lắm các bạn. Hành, tỏi, xả với lại cà ri của mình đã bốc mùi thơm rồi. Bây giờ kế tiếp đó, mình sẽ cho gà vào luôn nha. Cho gà vào mình xào đều lên cho nó thấm cái này. Hành tỏi hồi nãy, của hành tỏi mình phi cho nó thơm, nó thấm vô gà nó thơm các bạn.
mình cho lửa cao lên xíu. Gà của mình săn, tàu săn nãy giờ săn rồi các bạn ơi, cũng thấm gia vị rồi. Bây giờ mình cho nước cốt dừa vô nha. Rồi mình sẽ chế nước cốt dừa vô. Gà này nấu cũng ngao mềm lắm các bạn ơi. Gà này gà công nghiệp nè. Mình ăn bún thì mình cho nước nhiều một chút nha các bạn. Rồi mình đi qua mình sẽ chiên khoai cao với lại khoai lang luôn nha. Rồi bây giờ dầu ăn của mình nóng rồi các bạn ơi. Mình cho khoai cao vào. Mình chiên cái khoai cao này để cho lúc mình nấu các bạn nó không có bị gã tay nha. Với lại mình ăn nó cũng thơm, nó ngon hơn nữa. Vừa vàng hết đều miếng khoai nhá, là mình cắt ra được rồi nha các bạn. Nãy giờ nồi gà của mình cũng khoảng 10 phút rồi các bạn. Gà này cũng mau mềm lắm. Rồi giờ mình cho khoai vô, mình nấu luôn nha. Nồi curry của mình nãy giờ khoai với lại gà cũng gần chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình nêm luôn nha. Rồi mình nêm gia vị vô cho vừa ăn luôn nha các bạn. Mình nêm vô đây 2 muỗng ăn canh đường. Hạt nêm nhỏ. Một muỗng cà phê nhỏ lưng thôi nha các bạn. Một bạn nêm theo khẩu vị của mình nha các bạn. Các bạn khi cái nồi curry mình chín mình để thêm cái một bịch sữa tươi nha các bạn. Mình để sữa tươi thêm cho cái nồi curry của mình nó béo, nó hấp dẫn hơn nha các bạn. Rồi kế tiếp mình cho sữa đặc vào luôn các bạn. Nồi curry của mình rất là thơm ngon luôn các bạn ơi. Mình nấu với cái đùi gà tỏi này cũng rất là ngon nè các bạn. Rồi mình nấu cái màu nghệ tự nhiên á các bạn. Mình mới để nước cốt nhất vô. Xong được 1 phút rồi. Mình mới tắt lửa đó các bạn. Rồi mình nêm lại thì rất là vừa ăn. Béo ngậy luôn như đó các bạn. Rất là thơm ngon luôn các bạn ơi. Nồi curry của mình đến đây đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Rất là thơm ngon luôn nè các bạn. Nó béo của sữa tươi nè. Rồi sữa đặc, nước cốt dừa. Nói chung ra là rất là thơm ngon luôn đó các bạn. Thơm cái mùi khoai cao nữa các bạn. Cà ri gà của mình đến đây đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình dọn ra ăn thôi các bạn ơi. Để mình quay gần lại cho các bạn xem cà ri của mình như thế nào nha. Đây, cà ri của mình rất là thơm ngon luôn các bạn ơi. Mình có khoai lang nè, rồi có khoai cao, rồi mình để sữa tươi với lại nước cốt dừa rất là thơm luôn các bạn. Thơm ngon lắm luôn á. Rồi mình có gắt lên một ít đậu phộng rất là hấp dẫn luôn. Đây mình ăn kèm với, tại vì mình ăn bún á các bạn, thì mình ăn kèm với giá nè, rau thơm. Rồi mình cũng, con mình nó ăn bánh mì. Bánh mì cũng chấm curry cũng rất ngon luôn các bạn. Cái món này mình ăn với cơm nè, rồi bún, bánh mì đều được nha. Đây phần curry thì mình chấm như muối ớt nè các bạn. Muối ớt chanh hoặc mình nặn hạnh cũng được. Rồi mình chúc cho các bạn nấu thật nhiều món ngon cho gia đình của mình dùng nha. Mình xin kết thúc video tại đây luôn. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.